ngày mai lại mang đến cho các anh chị một chiếc xe rất là hot luôn. Toyota Fortuner đời 2022, máy dầu số tự động, chuẩn xe gia đình một chủ sử dụng từ đầu. Xe này đăng ký vào tháng 1 năm 2022 nha. Xe biển số tỉnh ở Đắk Nông đã lên cho mình full option từ màn hình Android, camera 360 đầy đủ hết rồi. Mời các anh chị đi cận cảnh xem xe nhé. Nước sơn màu bạc rất là đẹp luôn các anh chị, đồng màu liền lạc từ trước ra sau, không có vết trầy xước luôn nha. Đây có cho mình cảm biến quanh xe nè, cụm đèn cho mình là đèn bi led rồi, có đèn led ban ngày luôn. Mối nối rất là khít nè, phần nhựa như thế này cũng không trầy xước luôn. Vỏ zin theo xe nha. Đây đét vỏ tuần thứ 17 của 2021 nè. Vỏ của Bridgestone, phần gai vỏ rất là dày luôn, những cái gai gió tu tủ là còn luôn nhé. Xe có trang bị cho mình đây, bệ bước nè, camera 360 nè. Ghế lái chỉnh điện, nội thất ghế da nha, lót sàn rồi đầy đủ hết rồi. Các anh chị để ý phía trong á, là nội thất rất là mới luôn. Xe sử dụng chìa khóa thông minh để nổ startup nè. Phần táp ly, táp lô xe bên trong còn mới toanh luôn. Vô lăng nè, không có vết mờ hao mòn gì hết đó các anh chị. Xe đi đúng chuẩn là 38.674 km nè. Có lịch sử bảo dưỡng hãng đầy đủ, xe mua tại Toyota Buôn Ma Thuột. Đối với Toyota thì các anh chị cứ đưa vào chính hãng kiểm tra xe thoải mái, có lịch sử bảo dưỡng hãng đầy đủ và liên kết với nhau hết giữa các đại lý nhé. Hẹn mình tháng 3 năm 2024 hoặc 42.000 km đi bảo dưỡng nhé. Phần táp lô nè, phần màn hình nè, đây là màn hình lên thêm, xem được YouTube, Google Maps đầy đủ hết nhé. Gian lạnh tự động, phần cần số còn mới, phần nhựa, phần giả gỗ bên trong xe còn mới. Có hai chế độ lái nè, tiết kiệm nhiên liệu và chế độ khỏe nhé. Cân bằng điện tử đầy đủ luôn. Phần nỉ bên trong xe cũng còn rất là mới. Da ghế cũng mới toanh luôn nè, ghế lái chỉnh điện nè. Đó các anh chị xem những cái chi tiết như thế này. Ở đây là ghế tài nhưng mà còn mới và còn đẹp như thế này nha các anh chị nhé. Rồi ra phía sau xem phần nội thất hàng ghế sau. Hàng ghế thứ hai thì da ghế còn rất là căng, rất là đẹp nha. Căng bóng nè, không có bị trùng, không có bị gấp gãy, không có bị hao mòn, rất là sạch sẽ luôn. Sàn thì lót cho mình simili, có dán phim đầy đủ, có hộp gió làm mát cho từng hàng ghế luôn nha. Đó, trang bị an toàn cũng đầy đủ luôn. Dòng này thì quá quen thuộc rồi, về công nghệ option thì không có quá nhiều, nhưng đổi lại thì rất là bền và cực kỳ giữ giá luôn. Với giá mới thì con này lăn bánh nó đang khoảng tầm 1,2 tỷ, thì giá xe lướt á, xe qua sử dụng nó lăn quanh khoảng tầm dưới 1 tỷ. Phía sau đuôi xe camera lùi, cảm biến lùi đầy đủ, sơ cua con này chưa hạ luôn. Mặc dù xe biển số 48 ở Đắk Nông nhưng gầm bệ còn sáng và rất là đẹp nhé. Đó, trang bị an toàn thì đối với Toyota thì thời điểm hiện tại như thế này là tương đối đầy đủ rồi. Phần hàng ghế thứ ba gần như anh chủ xe không có xài và gấp gọn như thế này, da ghế còn đẹp, sàn trải từ trước ra sau, phần nhựa bên trong xe còn mới nha. Nếu mà các anh chị gấp gọn là như thế này thì cái không gian để đồ phía sau á nó khá là rộng rãi. Xe mua tại Toyota Buôn Ma Thuột này các anh chị, phần xung quanh xe nè, nó bốn vỏ zin theo xe hết. Đăng kiểm xe này còn tới tận tháng 7 năm 2024 và con này cũng còn bảo hành hãng cho đến tháng 1 của năm 2025. Đó. Về phần ốc ác keo chỉ bên trong các anh chị xem nè. Ốc cabo keo chỉ cabo nguyên zin nguyên bản đầy đủ hết, tem mát còn đầy đủ nha. Ốc máy là còn sơn phết, chấm sơn thì nhà máy nè. Các anh chị xem kỹ nè, từ những cái tem mát còn rất là đẹp, từ những con ốc máy còn sáng trưng và không có một cái dấu hiệu tháo mở gì hết. Xe bên mai toàn bộ sẽ có cam kết cho các anh chị là không tai nạn, không ngập nước, không đại tu động cơ hộp số, bao test hãng nha. Các anh chị mình mua xe thì mai cũng khuyến khích là mình nên đưa vào một cái đơn vị như là chính hãng của Toyota chẳng hạn. Các anh chị đưa vào đó rồi mình kiểm tra xe trước khi lấy xe, để chắc chắn rằng cái tình trạng xe mà mình lấy xe về mình cảm thấy yên tâm, mình biết rõ về cái tình trạng xe đó để mình cảm thấy yên tâm hơn ha. Kiểm tra đúng với xe bên mai cam kết nè, không tai nạn, không ngập nước, không làm máy thì hãy nhận xe. Đặc biệt là các anh chị ở xa có thể đặt cọc cho mai khoảng 20 triệu thôi, mai giao xe về tận nhà đi test hãng, ok đúng bên mai cam kết thì nhận xe thanh toán tiền thôi, không cần phải đi đâu hết. Các anh chị rất là dễ dàng luôn ha. Về bên mai thì hỗ trợ giao xe cho các anh chị trên toàn quốc luôn, đặc biệt là các anh chị khu vực từ Đà Nẵng trở về là bên mai hỗ trợ giao hết, yên tâm. Còn các anh chị ở xa xíu thì chịu khó vô bên trong mai đi xem xe, ok cả mai bút xe vận chuyển cho xe về ha. Rồi còn các anh chị cần hỗ trợ trả góp thì tài chính cứ chuẩn bị cho mai khoảng tầm đâu đó 200-250 cho đến 280 là nhận được xe rồi nhé. Thủ tục trả góp cũng khá đơn giản, khoảng chỉ cần căn cước công dân nè, xác nhận độc thân hoặc là đăng ký kết hôn là xong nhé. Ngoài ra thì nếu các anh chị muốn lên đời đổi xe, muốn hỗ trợ định giá xe miễn phí nè, cần tất toán hỗ trợ thủ tục ngân hàng hay gì đó thì liên hệ với Mai, Mai sẽ tư vấn chi tiết cho anh chị mình hơn ha. Quan tâm thêm những dòng xe khác như Innova, Toyota Rush, XL7, Xpander hay những dòng xe nào khác thì đăng ký theo dõi kênh của Mai, bấm vào biểu tượng chuông thông báo để mỗi khi bên Mai về xe đăng lên thì các anh chị mình là người đầu tiên xem được nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị những video tiếp theo.